Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ chiều 16 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 17 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6. 40 đến 50 km/h, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8, từ vĩ tuyến 13,5 đến 17,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 112,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, chiều ngày 16 tháng 10, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện đề nghị các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa theo dõi chặt diễn biến của vùng áp thấp và quản lý chặt chẽ tàu, thuyền ra khơi. Đồng thời tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Vùng áp thấp trên biển đang mạnh thêm và khả năng thành áp thấp nhiệt đới trong hôm nay, hướng vào miền Trung. Do đó, khu vực miền Trung sẽ tiếp tục mưa to nhiều nơi và diễn biến phức tạp. Trong khi đó, đối với khu vực miền Bắc, trong hôm nay vẫn duy trì hình thái thời tiết ngày nắng. Riêng buổi đêm ở Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tây Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội không mưa. Mức nhiệt cao nhất khu vực này khoảng 32 độ, thấp nhất 19 đến 20 độ. Hà Nội cao hơn với 22 độ. Trời se lạnh. Tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp. Các bạn đăng ký kênh để cập nhật những bản tin mới nhất. Xin chào và hẹn các bạn trong các bản tin tiếp theo.